Chào các bạn, chào các bạn. Mình là Trang Lê đây và hôm nay thì mình sẽ mang đến một bài tập dành cho các bạn. Đó là bài tập dành cho phần tay của mình. Bài tập này sẽ tác động từ phần vai xuống tới cổ tay luôn để làm cho toàn bộ phần thân trên và phần tay của mình đều được hoạt động cùng một lúc. Và nó sẽ làm cho phần tay vai các bạn săn chắc hơn, khỏe mạnh hơn và thon gọn hơn nhá. Bài tập này thì tất cả các động tác sẽ rất là đơn giản. Các bạn có thể thấy khi mà mình tập. Nhưng có một vấn đề đó là khi mà chúng ta tập thì sẽ cảm thấy rất là mỏi và đau. Nhưng mà tuyệt đối cố gắng chúng ta không được bỏ cuộc khi mà mình chưa hoàn thành hết bài tập nhá. Bởi vì các bạn phải đi từ đầu đến cuối thì mới có thể đạt hiệu quả tốt nhất khi tập luyện được. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tập luyện với nhau nhá. Nào, đầu tiên các bạn sẽ duỗi thẳng hai tay và xoay tròn tay của mình về phía sau. Rồi mình sẽ đổi ngược lại, xoay tay về phía trước. Lưu ý là các bạn không xoay cổ tay, cũng không xoay khuỷu tay nhá. Phần chúng ta cần xoay ở đây đấy là phần bả vai của mình. Thế nên là các bạn hãy thả lỏng khuỷu tay và cổ tay của mình ra. Rồi bây giờ thì mình sẽ xoay lòng bàn tay hướng vào trong. Các bạn lưu ý là các bạn có thể thấy rằng phần từ bả vai đến khuỷu tay của mình sẽ trên một đường thẳng nên chúng ta không để phần này bị hạ xuống nhá. Các bạn di chuyển thế nào thì vẫn giữ cho phần vai đến khuỷu tay của mình ở trên cao và trên một đường thẳng. Cố lên các bạn ơi, mình biết là phần tập luyện nó rất là mệt và sẽ làm phần vai của mình mỏi nhừ. Thế nhưng nó lại rất hiệu quả trong việc đốt mỡ và làm săn chắc phần tay vai của mình. Nghiêng người sang hết cỡ. Rồi hít thở, hạ tay xuống. Khi bạn hạ tay xuống các bạn sẽ cảm thấy tay của mình mỏi nhừ đúng không? Nào, động tác tiếp theo chúng ta sẽ nâng khuỷu tay lên vuông góc. Mở ngực và khi đóng lại lưu ý là chúng ta cần phải chạm khuỷu tay lại với nhau nhé. Đừng coi thường những động tác mà không cần sử dụng chân tạ. Tại vì nếu mà tập luyện đúng cách thì các bạn sẽ thấy được rằng là không cần tạ nhưng chúng ta tập có thể mỏi hơn là các bạn sử dụng tạ đấy. Ở bài này chúng ta sẽ sử dụng nhóm cơ chính là nhóm cơ vai và ngực của mình. Nào, nắm hai tay lại với nhau, giữ khuỷu tay chạm vào nhau và nhấp lên. Cố gắng lên các bạn ơi, mình biết động tác này cực kỳ mỏi. Như các bạn sẽ cảm thấy toàn bộ phần tay và nhất là phần nách của mình được hoạt động rất là nhiều. Động tác tiếp theo, các bạn hãy ngồi gập người khoảng tầm 15 độ về phía trước. Nâng hai tay lên cao và dùng một lực ở phần tay vai sau của mình để kéo khuỷu tay ép sát vào người. Lưu ý ở động tác này các bạn có thể nhìn thấy rằng từ phần tay đến phần xương cụt của mình giữ trên một đường thẳng, tránh những trường hợp cái phần lưng dưới của mình các bạn làm khủy võng nhé. Thế nên chúng ta cần gồng và siết cơ bụng lại để cố gắng cố định phần lưng và cột sống trên một đường thẳng. Sau khi kéo các bạn sẽ duỗi thẳng tay và nhấp liên tục phần tay về phía sau để cảm nhận toàn bộ phần bả vai, lưng và tay của mình. Tiếp tục mình sẽ lặp lại tổ hợp như thế một lần nữa. Cố gắng là đây là những bài tập body weight nên chúng ta cần phải tập làm quen và cảm nhận cách siết cơ để đạt hiệu quả tốt nhất khi tập luyện nhé. Nhấp toàn bộ tay về phía sau hết cỡ. Vậy là chúng ta
vừa hoàn thành xong bài tập cho phần tay vai rồi, và đến bây giờ thì mình còn không nhấc nổi tay lên nữa vì phần tay của mình quá mỏi rồi. Mình mong là các bạn cũng sẽ cảm nhận được như thế nhá. Cố gắng là theo dõi đều đặn những video để có thể có một thân hình đẹp hơn. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye!